phẩm trân chủ này thường thường khi loạn lên nó không có một tiêu chí gì hết, nó chỉ sản phẩm mới nhất hay bản chạy hay sản phẩm gì đó thì từ thì làm nha. Và thầy sẽ làm trong sản phẩm, đúng không? Trong sản phẩm này, sản phẩm khi loạn lên thì cần phải phân trang sản phẩm á, loạn lên cần phải phân trang. Mà hôm trước thầy được đôi tin số 1 thì đây về đó. Rồi đây, khi đi vào sản phẩm thì ta sẽ đi controller, và hiện tại ta đi trừ sản phẩm này. Khi này trừ sản phẩm này, trừ sản phẩm thì là đây. Ừ. Sản phẩm ở đây ha, khi đang chạy đường link sản phẩm này thì nó sẽ chạy đến controller là gì, nhớ là cây này là đường link này nhá. Sản phẩm này URL này bằng chữ sản phẩm gì đó nè, thì nó sẽ chạy đến controller có tên là gì, hả nhé, sản phẩm. Do vậy đây là controller này, sản phẩm, controller sản phẩm đây, controller sản phẩm. Và nếu như ta không có nói gì phía sau này, không có nói gì phía sau này, nó chạy đến controller sản phẩm và nó đang chạy đến cái gì, cái test, được chưa nha, đang chạy đến index và hiện tại đang chạy đến đây ha, được chưa, chạy đến đây, chạy đến đây is đang chạy đến đây, đó chạy đến đây, đó thì tại đây ta sẽ gì, muốn truy vấn cơ sở liệu thì đây của bản sản phẩm ta dùng là from by model product, thì có nghĩa là ta đang gọi cái model from by là gì, product lên, được chưa. Đây, thầy xóa mấy cái này hết luôn nha, xóa hết mấy cái này rồi, ở đâu thầy làm lại này. Thứ nhất dòng này để lấy ra cái tên bảng này, chưa? Cây này lấy ra tên bảng này, cây này á lấy ra tên bảng, nhưng cái hàm này là nó xây dựng sàn nhá. Coi ở đâu này, giao thầy chỉ cho em coi này. Coordinator. Biết cách coi chứ còn không biết cách coi thì không xong đâu được. Ví dụ database written. Database written thì có query building này, các bạn search trong này và có thể tìm kiếm nó. Cái đó là gì nhỉ? Database đi, biết này, này, hàm ở đây, chưa? Thấy rồi, nó trả về, cái này nó trả về tên bảng thôi, đưa vào product nó trả về tên bảng, được chưa? Thầy sẽ nói một số trường hợp truy vấn này, thế thì thầy sẽ lấy sản phẩm, product, thầy lấy tất cả sản phẩm, hôn nha. Thầy chưa nói gì đến phân trang hết, được chưa? Một tí là lồng phân trang sau nhá. Rồi, thì thứ nhất ta sẽ lấy tất cả sản phẩm, thì câu lệnh where này, nhìn để ý trong này nó có hết này, where gì đây này, sản phẩm ở đây, select data này, đây. Nếu như dùng thế này nó lấy tất cả các cái, nếu thế này á là nó tất cả màu tin của cái bảng này. Còn nếu như thế này á thì nó lấy từ một tin số 10 và lấy 20 một tin này. À, nó kết có nhiều cách lấy đó, được chưa? Và có thể kết hợp giữa que nữa. Bài này thì mình làm nó có kết hợp cả que nữa, sheet bb que. Tại sao nó có cái này thì ta thầy lăn xuống cái từ que này sẽ thấy này, que này, get que là vừa lấy vừa điều kiện luôn này. Get que này, thầy muốn là tách ra đây, tách ra nha, nó có một cái mục là que riêng á, đây que này, que thì ở đây ta thể tên trường mà gì, tên trường ha, ví dụ là ta que cái get id hay gì bằng cái gì đây này, rồi khi mà ta làm á thì thường thường á coi lại cái cơ sở dữ liệu, đây. Thường cơ sở liệu của thầy này, liệu màu này, ví dụ bảng sản phẩm này,
Thầy muốn lấy những sản phẩm mà có gì? Có stay này này. Stay bằng gì? Thầy lấy lên. Đây, stay bằng gì này, nhìn coi. Stay bằng 1 thầy lấy lên nhá. Được chưa? Thế thì ở đây ta sẽ đưa vào thứ nhất là stay bằng 1, đúng không? Một ta ghi cho 1 thôi, không cần gì. Nhớ là khi nào trừ thì ta mới đưa thế này. Trừ ta mới đưa thế này, còn số thì ta chỉ cần gì? Ghi thế này ra, đó là giá trị của nó. Thứ hai, ngoài cái where ra thì nó còn có order by nữa. Lấy ra mà lấy ra theo order by á, sắp xếp theo cái gì đó thì order by trong này nó chỉ cần this db order kịch ngang by. Được chưa? Và ở đây ta sẽ order theo trường nào? Career. Order theo cái trường gì? Ngày tạo. Và ta sẽ gì? Lấy tăng hay là giảm? Nó có D, E, S gì? C hoặc là A, S, C. Nó có hai cách như thế. Nhưng sản phẩm chủ yếu là ta lấy D, E gì? Cây nào mà được mới đăng thì nó sẽ được lấy lên đầu chứ. Và ta dùng cái biến query. Query, biến gì cũng được. Nó mà đây là query. Thì thầy sẽ this db và get của cái bạn nào. Đây mới chỉ nói là điều kiện, nó chưa nói điều kiện của bạn nào hết, được chưa? Ta sẽ nói tên bạn, thì ở đây thầy con lấy tên bạn rồi. Đây. Tại sao tên bạn ta không lấy ở dưới này? Tại sao tên bạn ta không lấy ở dưới này? Nha. Tại sao ta tên bạn ta không lấy dưới này mà ta phải đưa tên này? Vì nguyên nhân là một tí nữa xuống những cái con hàn nữa ta cũng phải gò thêm một dòng lành hay là sao? Đúng không? Thế thì ta sai báo tên này, thì hàm này là hơn khởi tạo. Khi mà chạy đến cái lớp này, cây này sẽ từ chạy. Mà từ chạy thì nó sẽ có cái gì? Cái git stable á, từ chạy nhá. Nó sẽ có git stable á, xuống như thế này, dùng git stable nó sẽ hiểu hơn ha. Được rồi, đây. Do vậy ta sẽ dùng cái git stable này, đưa vào đây. Đưa vào đây. Được chưa? Thế khi git stable thì ta giờ nó yêu cầu cần trả về dữ liệu thì round là một mẫu tin, mà ở đây thì nhiều mẫu tin cho vì chúng ta dùng này yeah. Research ở đây là gì không, trả về nhiều mẫu tin, cái này gọi là trả về nhiều mẫu tin, được chưa? Cái bài tôi có ghi chú rồi. Thế thì bên này ta muốn lấy dữ liệu, bước đầu tiên ta phải làm gì? Load cái file này vào này. Được chưa? Ta load cái file này vào đây. Mà load thì giờ tại sao cây này không có để ở dưới này, không có để ở dưới này mà lại để ở trên này? Vì nguyên nhân là gì? Một tí là sẽ có nhiều hàm ở dưới này nó sử dụng đến nó nữa. Nó phải ta để trên này là ta để dùng gì? Dùng chung cho những cái công thức ở dưới này luôn. Đó. Thế thì ta phải dùng này. This một cái data tên biến, chú ý này, cái danh sách thì ta nên đặt là chữ list nha, danh sách ta mặc định là chữ list thì cho dễ nhớ. Rồi ở đây ta sẽ lấy bằng cách này là this, this này, thầy cái this này, this này. Sau đó đến tên này. Rồi, thầy cùng đặt tên, quy tắc đặt tên bên này, cây này này, nhiều để này, cái này này. Thì bên này nó sẽ xuất phát từ cái trừ gì? Để cho nó dễ nhớ. Sang bên này. Và khi ta load đến đây rồi, ta sẽ đã truyền dữ liệu cho gì đây? Đã truyền dữ liệu cho gì? View rồi. Do vậy ta sẽ đi sang cái view này này. From by product init view này. Ta đi vào này. From by product init. Rồi ta sẽ thực hiện lấy dữ liệu ra. Lấy dữ liệu ra thì ta có list rồi, ta sẽ chạy vùng lạc gì? Nghĩa là ở đây ta sẽ lấy ra được cái list đây này. Bên này là nó hiểu biến list là cái gì đấy đó. Để cho gì? Ring cái list này,
cái lead này là cái gì nó hiểu rồi ai chạy này. Cần lùi dưới này ha, 4-500 một tim mà đâu ít đâu đúng chưa. À, nó lấy được xuống đây rồi, thế thì ta sẽ gì, in ra đúng không, in ra ta dùng vòng lặp gì, PHP for, for này, bit này, AS này, và một cái round này, trả về một màu tin đúng không, ta xuống cái chỗ này này, PHP này, n gì, for, n này, đó, chấm phẩy, và ở chỗ này ta sẽ định dạng nó, thì khi mà làm á, cái trang sản phẩm thầy đã làm rồi đúng không, tính chủ đã làm rồi đấy, phần này này, một sản phẩm á, đấy. Từ đây đến đây đúng không, đã làm rồi, copy cái này sang, là nó sẽ ra được cái gì, sản phẩm rồi, đấy. Cái chạy lên này. Ồ, quá trời đúng không, cách trình bày như thế nào đó là chuyện của mình, nhưng mà tạm thời nó từng này nó sản phẩm này này. Rồi có cái thằng menu này, cái thằng menu này thì khi mà làm á, để ý một chút xíu ở ngoài này ta đặt cái gì, viết cái lá đi vào đóng lại đó, thì chắc nó bị rồi đâu. Đó, nó mất cái này ha. Rồi trình bày như thế nào đó là do mình, ví dụ đây thầy trình bày là gì, 6 4, bây giờ rút 3 đi, 3 này thì lại coi 3 là mỗi lần là gì, 4 đúng không, thằng này bám từ trái sang phải, do vậy rao ta thì ta đặt con cái gì này để cho nó đóng lại, đi cà lá thì con tay đóng lại này. À, để cho nó tụt vào trong ha. Nó nằm đúng ra ngoài nữa, nó nằm trong ha. À. Thế thì giờ vấn đề là phân trang đúng không? Giờ là phân trang này. Phân trang, thầy nói phân trang nha. Phân trang giờ loạt từng này không có ổn đúng không? Thế thì nếu như thầy phân trang, thầy cần đưa cái gì sang? Cái này con nói trên trong tài liệu này rồi, cần cái gì? Đây. Nhìn này. Đây đây, nó cần có cái limit offset, limit là số màu tin và bắt đầu từ màu tin nào đó ha. Limit offset đi, đây nó cần có limit và offset, limit offset sẽ đưa vào đây, ví dụ thầy lấy 10 màu tin từ màu tin số 1, màu tin số 0 đi nhá, nên thằng này thầy sẽ truyền lại là 10 màu tin từ một tín số gì có không, thì thử cái này, thì thử cái này đúng không, đúng 10 một tín không, 1 2 3 4 8 10 đúng không. Thế thì nếu như bài này mà làm ta phải để là 12 là hợp lý đúng không, đúng chưa, 12 là ok đó. Thế thì đã ra được từng này một tín rồi, ổn. Thế thì quan trọng nhất là phân trang nó có thêm cái tham số phía sau này này, được chưa, tham số phía sau này. Thế thì cái tham số là cái gì, tham số là cái nằm ở đây, đây là bay đấy, đây nhìn thấy cái bay nha, được chưa. Thế muốn để mà khi mà chạy lên nó chạy được, giờ hiện tại chạy lên này rồi nó bao lỗi không chạy được, thấy chưa. Đừng nói là cái số đằng sau này là cái số này này, này. À, thế thì chạy, à thế thì ta chạy thế này đi, index set cũng được luôn, được chưa. Cho vậy ở đây ta chạy bằng cách gì, đây, ta chạy bằng cách vào bên này ta thêm, đây là cách mà không phân trang, còn cái này là mặc định là trang nhé. Nếu như đằng sau này có một con số nào đó, số lấy ký hiệu là gì, 5, thì ở đây ta sẽ gì, set index, index là cái gì, index là cái gì, cái này này, và tham số này, tham số là gì, số 1 thôi, à, số 1 hạ
tham chỉ là gì? Là tham số gì? Number này, nó ta chạy lại này. Nó không ra. Đây. Ra. Vào không? Vào. Và giờ ta xem coi được này. Nếu như thế thì ta lấy được số 1 chưa? Ê cho cái bay đi nhá. Bay. 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 Đó. Số 1 cái này ha. Nhưng mà tại sao cái này là số 1 mà không phải là số 0? Tại sao số 1 mà không phải là số 0? Nếu số 0 thì nó rất là vô lý. Nên thế này. Ví dụ ta không đưa thì ám chỉ là tăng gì? Trân 1 chứ không phải trân 0. Đúng không? Có nghĩa là không đưa này này, không đưa cái này có nghĩa là trân 1. Gò trân 1 là trân 1, không đưa vẫn là tăng gì? Trân 1, do vậy đây là phải là 1 đúng. Thế thì khi mà trân 1, khi mà bay á, bay mà bằng 1, bằng có nghĩa là bay mà trân 1 thì ta sẽ lấy từ 1 đến số mấy? Ta sẽ lấy từ 1 đến số mấy? Số 0. Do vậy đây ta sẽ nói là nếu này if này, nếu như bay bằng 1 thì cái gì? Ở đây là ops, cái này thì đặt bên này là trừ gì nhỉ? Bên này này op gì? Lấy cái chữ offset này cho nó nhớ luôn, offset sẽ bằng gì? Bằng 0. Ngược lại offset bằng mấy? Limit thì thay từ đôi nha. Limit là gì? 12 ha. Từ đôi ha, được không? Do vậy limit thay đôi sang đây này. Đó. Offset thay đôi vào đây này. Được chưa? Thế thì nếu như cái này là trang 1 thì nó bằng cái này. Thế thì nếu như nó là trang 2 thì offset bằng gì? Offset bằng cái gì? Thứ nhất là bằng bay trừ đi 1 nhân cho limit, đúng không? Tại sao là công thức này? Ví dụ nó là bằng 1 thì vào đây rồi, chứng tỏ đây là bằng 2, đúng không? 2 là nó trừ 1 được 1, 1 nhân cho 12 là 12. Cây này là chạy từ 0, 1 đến 11 thì trang 2 sẽ là mới 12. 12 nó chạy đến 23 thì bắt đầu là gì? 24. Đó. Thế thì nó chạy này. Giờ này. Chạy này ha. Rồi, trang 1 này. Nhìn ra từ cái áo này. Nó thấy đổi lại trang này là số gì? Số 2. Thực phẩm này nó đổi lại này. Thấy chưa? Trang 3 này. Thay đổi chưa? Đổi rồi. Nhưng vấn đề mà nó khó nhất ở đây của bài này á, khó nhất của bài phân trang này á, là không phải cái này mà nó là cái này nè. Làm sao một cái đường link ở dưới này nè. Có đường link nha, ai không có đường link, đúng không? Có đường link nó nằm dưới này để kích nè. Được chưa? Ồ, tao mà hình như nó chạy. Không, ở đây do nữa đâu. Do cho cái hình á, không ra sao đâu. Do hình nó tràn á. Hình như thế. Đây, 1, 2, 3, 4, 5. À, đếm cái ô đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 đúng mà. Ngày 12 mà. Nhưng mà nó đúng rồi, giống sai đâu. Giờ quan trọng nhất là cái đường link này. Đường link nằm dưới này, hiểu không? Đường link. Thế thì đường link rất là cực. Do vậy ở đây nếu như đường link này. Thứ nhất, muốn xử lý được đường link nha, thì ta cần phải biết được là số 1 tin của bài này bao nhiêu. Total. Số 1 tin bao nhiêu? Số 1 tin ta chưa làm, đúng không? À, thế thì số 1 tin thầy sẽ dùng một cái hàm tương tự giống như hàm này. Nhưng thầy đổi lại là kiểu gì? Không phân trang nha. Là số 1 tin không có phân trang mà thầy đặt thêm kiểu gì? How? Sang bên này thì copy đúng cái hàm thế này luôn này. Đúng này. Đổi lại chữ này là chữ gì? Hao này là đếm này. Và đây không có phân trang này. Không có phân trang thì đây cũng không có phân trang này.
Mà bài này là trả về số mẫu tin, còn cây này là trả về gì? Số mẫu tin, còn cây này là trả về mẫu tin. Như vậy số thì tôi dùng gì? Đếm. Đếm lại thôi. Đó, chỉ khác chỗ đó thôi. Con những cái hàm nó xử lý riêng nên phải làm nơi này đơn giản hơn. Tại vì dùng cái này và xuống cái này dễ hiểu hơn ha. Mà khi mà số mẫu tin có cần cái này không? Dư không cần thiết, để cho nó chạy chậm, không cần thiết. Do vậy nha, ta sẽ có được số mẫu tin này. Được chưa? Đây, giờ thầy E cho có thể đúng ra số mẫu tin nha. Đây là số mẫu tin này. Sao đây? E cho này. Số mẫu tin này. Và hiện tại ta được từng nào mẫu tin này, 477 mẫu tin. Thế thì 12 mẫu tin trên một trang, thế thì số trang là nhiều. Số trang á, đặt tiếng Việt đi ha. Số trang là nhiều. Số trang sẽ bằng là tổng này chia cho limit này, đúng không? Nhưng nó xảy ra tình trạng Ê cho gì? Số trang. Đấy, nó được cái gì này? Nó số lẻ, đúng là 39,75 là 4 trang, là 40 trang, đúng không? Do vậy ta sẽ nói một câu thôi, nói một câu đơn giản ở đây thôi này. Nếu như phép chia này mà dư thì trang tăng lên gì? 1. Còn mực bình nhá, là nó lấy phần nguyên. Cái này là lấy số nguyên này, là 39 này. Cái này là 39 này. Và ta sẽ hỏi nó, nếu như phép chia của cái này phần trăm gì? Limit chia phần limit mà bằng 0, khác gì? Khác 0 là chia có phần dư, đúng không? Chia có phần dư thì cái số trang gì? Cộng cộng nó xong cái gì, đúng không? Cộng lên 1 nó xong cái gì, chạy lại này. 40 trang đúng không? 40 trang mới đúng, còn 39 trang là sai. Đâu, khi có số trang người ta sẽ nghĩ đến cái chuyện là gì? Ta sẽ có một cái chuỗi. Chuỗi bắt đầu bằng rộng for s. For s gì? For s của cái gì? Số trang của cái gì, của một bến y bằng 1. For này không có s được rồi, hiểu không? Ra xa đây chẳng hiểu. Rồi y còn nhỏ hơn gì? Số trang thì cứ tăng bến gì y lên 1, và ta sẽ nối cái chuỗi này này, ta sẽ nối cái chuỗi này thành cái gì? Thành cái A R E F bằng index. Đây đang làm gì? Sản phẩm set gì nữa? Số trang đúng không? Gì đúng không? Số trang ở đây thì ta đưa vào là gì? Y ra ngoài, đóng lại. Đóng lại A, đóng lại. Đây là gì? Y tiếp. Cách tràn cách. Và cái này nối lại. Và ta có in ở đây không? Có in đây, không có in ở đây. Do vậy ta cần bị zip gì? Ta bị zip HTML trang. Của cái gì? Của chuỗi này. Và sang bên kia ta sẽ in ra cái chữ này. Sang bên gì? Này, in đâu? Ra đây ha. PHP để cho cái này biến này. Đó, và ta chạy lại này. Chạy lại. Số trang cái này mất kia nhỉ? Thì chẳng như lúa vậy. Hãy
trạng ông hầu do nơi quá. Rồi, nguy rồi, nguy cơ rồi. Y bắt đầu bằng 1, phổ tan nhỏ hơn, y gì? Đây nè, không có thì nó không tăng thì không lập này, cô hài. Hiểu không? Cô hàn chứ. Đúng không? Tôi trở lại. Xe y nè. Cái gì vậy? À, ok, ra số tao này, thấy chưa? Đây ra số tao, giật kích nè, cây nè. Số 2 nè. Số nè, thấy chưa? Số nè. Đó. Ok không? Rồi, phát trang xong nha. Nhưng có ai viết ở đây không? Viết ở đây một tí là ta làm cho cái bài khác thì ta phải viết lại y hệt như vậy đúng không? Các bạn, thầy sẽ làm ra một cái thư viện. Thư viện này. Trong cái thư mục application này, library này, thầy sẽ tạo ra một cái thư viện. Được chưa? Thư viện có tên là phân gì? Phân trang, chấm bsv ha, lưu lại. Thư viện. Calat BHB chứ, BHB, Calat. Và Calat này là gì? Là phân trang rồi. Phân trang. Được chưa? Để biết hoa khi từ đầu ha. Rồi cái hàm này ta không có. Thứ nhất ta cần có cái hàm để cái gì này. Thầy sẽ dồn lại này. Đây. Cái hàm này này, để lấy ra trang hiện tại thì được không? Cái này nè, mà muốn đưa ra trang hiện tại thì tao phải cần phải đưa cái gì? À vâng, muốn lấy ra trang hiện tại, trang hiện tại thì cần thế này, có cần lấy nữa không? Không, ta cần lấy gì? First thôi, offset thôi đúng không? Các bạn ta cắt cái này nè, sang ta bỏ cái này nè. Đó, cái hàm này thầy sẽ xây dựng lại cái hàm tên là gì đây, tí nữa đặt lại sau nhá. Cái hàm này là gì? First it. By first trả về gì mẫu vị trí đầu tiên. Đưa vào cái gì? Đưa vào cái gì? Hơi xa. Đưa vào cái trang thì trả về cái gì? Offset, return như offset. Nhưng cái này viết cái này hơi dài. Viết cái này hơi dài. Các bạn, thầy viết thế này nè. Viết thế này nè. Ban đầu offset bằng gì? Ồ, mà thế này ha. Ví dụ nhá. Ví dụ mà bay mà bằng 0 thì cái này có phải bằng 0 luôn không? Cái này bằng 0 này. Cái này bằng 1 đi. 1 trừ 0 là bằng gì? 0. 0 nhân limit vẫn bằng 0. Do vậy dù 1 hay là khác 1 nó vẫn gì? Vẫn là công thức này thôi. Đúng không? Do vậy công thức này ta chỉ cần thế này thôi, không cần if else gì nó cực. Đúng không? Mà thế này thì ta cần gì vậy? Viết dài thế này ta chỉ cần là gì? Sao? Thay vì viết dài như thế ta chỉ cần viết thế này sao ạ? Rồi tiếp tục ta sẽ xây dựng một cái function khác nữa. Function là bay gì? Sẽ quan tâm đến link là cái gì đúng không? Do vậy ở đây ta có offset bằng gì này? Tí là thay lại gọi này, gọi nó bằng cách này. Bằng cách này. Load library. Dot library. Ta đưa vào đây chữ phân gì? Phân trang. Đó, xong. Chỉ đưa một phân trang. Thế thì ta sẽ có được cái chữ gì?
Phan Trang ha. Oh, sorry. Cái chữ gì? Cái này là đặt chữ off gì nhỉ? Đây. Offset này. Bằng sheet phân trang. Và trong phân trang này ta lấy ra cái hàm gì? Invert. Đó, và ta sẽ đưa vào đây nha. Đó, thế là xong cái đó. Thì thử đó nhé. Thì thử đi. Wow. Trong số 9 này. À, đã viết xong đó. Tắt nha. Thì là phần ra này. Limit. Trong số 6 phân trang không hiểu. À, do vậy cái này ta phải đưa vào mấy cái. Limit nữa. Limit không hiểu, do vậy ở cây này ta cần đôi gì? Limit này, hai cái này. À, đưa chạy này. Limit tao lưu rồi mà. Sao? À, limit này bị đột đệ trên chứ. Limit đệ trên thì ở chỗ này nó mới hiểu này, đúng không? Cái line này. Ok chưa? Nó bật ra này. À, rồi tiếp tục này. Giờ đây ta cần lấy cái gì nè? Nó có cái này rồi này. Có cái này rồi này. Cái tổng rồi này. Thế thì ta cần có gì? Ta cần có một cái đường link rồi đúng không? Do vậy function bay link nha. Bay link thì tí là ta nói coi nó truyền vào cái gì thì ta nói sao à? Cái này bay link đúng không? Bay link này. Đó, cắt nó luôn. Cần có cái tổng, có tổng thôi. Bay link. Bay link là gì? Cái tổng ở đây này. Rồi từ chỗ này xuống này, đúng không? À, bay link. Bay link. Thế khi bay link thì ở chỗ này nó sẽ nhận cái chuỗi này. Mình nhận cái chuỗi thì ta cần có gì? Cái này là xong này. Ở đây là bay linh đúng chưa? Là nó ok này. Quan trọng là giờ bị viết cái hàm bên gì? Cái này này. À, bay linh thì ta cần cái gì? Tổng và limit đúng không? Còn cái gì nữa không? Tổng và gì? Và gì? Limit đúng không? Tổng thì có đâu rồi? À, sorry. Đấy chứ. Cần có tổng, tổng thì lấy ở trên này đúng không? Limit thì có trên chưa? Có rồi, cần có tổng và limit. Do vậy bên này cần có tổng và gì? Tổng và limit. Và return cái gì? Cái chuỗi đúng không? Cái chuỗi. Đó. Thế đây là thầy từ viết phân trang nha. Rồi nó bật ra đúng không? Chạy và nó bật ra bình thường ấy. Trong cái link này nếu chỉ có 1000 màu tin, hay là thầy đổi lại cái này đi nhá. Đổi lại cái này thì mấy đứa thấy cái vấn đề gì xảy ra này. Hai màu tin trên trang. Từng mê trang âu đó. Từng mê trang âu đâu. Có nghĩa là nó sẽ ra hay này. Do vậy thay vì việc đó thầy sẽ dùng một cái thư viện mà thầy đào, thầy có sẵn để thầy xe ha. À, sang bên này đi. Web CI. Đâu rồi nhỉ? Thấy không biết có chưa nè. Chưa có luôn. Đẹp. Chưa có luôn là đâu có. Trong cái demo đây, hôm nay này có này.
Đây có một cái co này đây, có một cái phân tra. Phân tra, đây lấy cái hàm này thôi này. Lấy cái hàm Bayling này thôi này, đấy nha. Bayling ở đây nó tính ra tổng số trang Bayling, đây là chữ Bayling này. Đó. Thế thì thầy sẽ đổi lại cái hàm này thành hàm gì? Nó ha, nội dung thôi. Thế thì cái này á, nhìn bên này nó đưa vào cái gì? Nó đưa vào tổng này. Tổng này. Nó đưa vào mấy cái? 4 cái. Tổng limit thì có rồi đúng không? Còn cây này là cái gì? Cây này là cái bay này nè. Được chưa? Tâm ở đây nó lại đặt chữ current nè, cái cây đó. Rồi, do vậy ở bên này ta sẽ đưa vào 4 cái. Ta sẽ đưa vào 4 cái. Đây. Đúng không? Rồi, cái này là tổng có rồi nè. First có này, limit có rồi nè. Được chưa? Và có cái gì nè? Cây này là bay. Cái bay nè, được chưa? Còn cái này ta đang phân trang thì trang gì? Thật gì đó. À, coi thử có đúng không đây nè, đừng link này có thể nó sai nha. Để lại nè. Giờ nó ra từng này thôi. Về trong đầu. Wow, cái này nó đưa ra tầm 7 như thế này. Đó, thấy không? Thế ta phải tối ưu lại, bỏ đi cái phần gì? Bỏ đi cái phần gì? Option lần trước ha. Bỏ đi cái phần option lần trước, do vậy thằng này ta phải tối ưu lại này. Xóa đi cái chữ này này, được không? Đúng không? Control H. Xóa đi cái chữ này đi. Đó, giờ chỉ lại rồi. Quay lại. Đây. Đầu. Đầu. Ồ. Còn thêm chữ gì nữa nè. Và bây gì đây, bỏ luôn nhá. Và cái này không phải và mà thẳng cây này là gì? Thì cây này là gì? Cháu gì? Set đây nè. Set. Ok, đưa lại. Nó chạy này. Quay về này. Rồi, cây này đúng nè. Không sao, giờ đầu nè. Đầu, đúng không? Là gì? Cuối nè. Cuối là 40 nè. Trước. Trước cái này. À, trước này. À, trước cái này. Này, 39 này, đúng không? Trước một cái này, này. Đó. Rồi có thể là về gì? Đầu này. Nó chỉ hiện mấy cái này, 3 này. Đó. Ok chưa? Đấy, cái này muốn đẹp, cái này muốn đẹp thì ở đây nhìn coi này. Nhìn cái này, nó là L, Y và gì đó. Nó là L, Y và gì? A. Đó. Thế thì ta sử dụng cái cục cấu trúc này. Cấu trúc này này. View á, đây ta sẽ thấy này. Chỗ này ta sẽ đặt ra một bay. Bay. Bay gì? Đây, phân trang này này. Phân trang thì nó có cái này này, nó có LI này, thì cái trừ mà ta đưa vào là gì? Đưa vào trong này này. Được chưa? Nhìn lại cái này, nhìn này. Có nghĩa là ta phải đặt bên ngoài cái thẻ này, giờ thẻ này. Ok chưa? Đó là không? Đó là phân trang. Đó. Cách ấn thiết lập link như này nên nó tương tự ha. Rồi tương tự. Tiếp tục như vậy ta làm cái này. Cái con trước nhé. Cái này trước. Cái này là nó chạy đến gì đây? Sản phẩm và một cái tên gì đó. Không thể chữ ghi chữ áo thun nam ở trong nha. Vì cây này cũng là gì? Nó nhiều thứ lắm. Có vẻ đây ta khi mà làm á, thằng này là ta sẽ nói nè. Copy cái này nhanh nhanh nhỉ nhá. Khi mà gò đến ở chỗ này gặp một cái chữ bất kỳ á, bất kỳ. Cái này gọi là bất kỳ, khi mà gò cái chữ gì bất kỳ, số trước bất kỳ sau nhá. Vì bất kỳ cũng là số mà. Số thì nó chạy vào đây. Nhưng bất kỳ nó lại chạy vào đấy. Bất kỳ thì có nghĩa là trừ số 3 đúng không? Cái này có nghĩa ám chỉ là trừ gì? Được, trừ số nha. Tại vì số nó đã chạy trước thôi. Cái này là bất kỳ có nghĩa là gì? Trừ số 3 nó chạy vào đây. Trừ số mà nó chạy vào đây ta phải đi chạy vào category. À, và ta vẫn cứ để số 1 luôn được không? Để số 1 luôn. Để số 1
thì có nghĩa là sao? Cái này, này copy cái này thêm một cái này. Này. Rồi, trừ này là trừ gì? Category này, đổi là cái trừ này là category này. Rồi, bay số 1 này là cái này này, trừ này này. Trừ này này, được chưa? Mà trừ này thì thầy quy ước là gì? Align hay là link gì đó? Là gì? Cái này bắt buộc phải có nha, bắt buộc phải có. Được chưa? Bắt buộc phải có. Thế thì ta ê cho thử cái tập biến này coi thử nó ra cái gì nhé. Ê cho thử, ê cho thử ha, chạy. Oh. Đúng không? Quay về này. Quay về này, chọn cái khác này. Đây nam này. Chọn cái này này. Đúng chưa? Thế thì khi mà có được cái trừ này rồi, ta sẽ làm gì? Ta phải dựa vào cái bảng này này. Dựa vào cái bảng này, ta sẽ lấy ra cái gì? Dựa vào cái bảng category đúng không? Dựa vào bảng này. Dựa vào bảng này, ta dựa vào bảng đó thì ta dựa vào cái trừ này này. Trừ này này, được chưa? Dựa vào cái trừ này, ta lấy ra được cái gì? Mục đích là ta lấy ra được gì? ID đó nha. Đó vậy thầy sẽ lấy trước, thầy cho in view đó. Đó bây giờ dựa vào cái này. Có nghĩa là ta dùng cái cơ chế này. Đó. Và thầy sẽ trả về get ID bằng. Và cái này ta sẽ là category get get ID mà dựa vào cái gì? À, có nghĩa là dựa vào cái cây mà ta lấy cái này này, đưa vào ta tẹp vào cat ID, ê cho cat ID cái này, ê cho cat ID nha. Đây rồi, giờ nó chưa có cái gì ha, chưa có cái hàm này ha, ta sẽ định nghĩa cái hàm này ở đâu? Định nghĩa cái hàm này ở trong gì? Model và gì? Đây này, có chưa? Function và gì? Ai đi đưa vào cái rồi ha. Thế thì ta truy vấn mà ta về một mẫu tin, cái này là truy vấn ta về gì? Nhiều mẫu tin, một mẫu tin là gì? Đấy, cái trường đây này. Có nghĩa là ở trong này có cái trường đi, nhìn nó có cái trường đấy không? Được chưa? Trường này bằng cái giá trị mà mình đưa vào. Đó. Stay bằng 1, trạng thái nào nó hiện ra. Và đây ta truy vấn bảng và chỉ ở đây ta được tạo về một mẫu tin row array. Do vậy cây này là chờ màng một thôi, một thì triệu à. Đó, đây là màng 1 triệu. Thế thì khi đó màng 1 triệu thì cây này ta sẽ lấy màng 1 triệu à. Nghĩa là ta sẽ lấy ra cái này là mạng 1 chiều, round là mạng 1 chiều. Sorry, cái này ta đặt là gì? Round cũng thì két nào thôi, đúng không? Và ta sẽ lấy 1 chiều, 1 chiều là gì? Két ID, ta chỉ quan tâm két ID thôi. Và khi round, mà ta lấy gì? ID rồi. Ê cho thử đó nha, ê cho thử, ê cho get ID. Ta chỉ quan tâm get ID thôi mà nè. 10 14 quay lại này. 4 này. Quay lại cái này. 10 17 này. Và khi mà ta có được con số này rồi, ta sẽ truy vấn sản phẩm. Truy vấn sản phẩm thì tạm thời thầy mượn cái thằng này nhá, cho nhanh được không? Được chưa? Mượn thằng này cho nhanh. Tại vì chủ đề cũng phải phân gì? Chủ đề có phải phân trang không? Chủ đề cũng phải phân trang nhé. Do vậy ở đây ta vẫn loạt thư viện này, ta vẫn có bay first này, ta vẫn đếm, nhưng đếm của một cái gì? Của một chủ đề nào đó thôi. Đếm của một chủ đề nào đó thôi. Và ta chỗ này không phải là trừ gì nữa. Ôn là dùng chung rồi. Ở đây là gì? À, sản phẩm thuộc một chủ đề nào đó, đếm. Và ở đây là sản phẩm gì? Xuống như thế này là sản phẩm gì? Category đúng không?
và đã dựa vào một phải dựa vào một cái gì chủ đề nào đó, được chưa? À, các vậy giờ cái này ta sẽ đổi sang gì? Category có nghĩa là cái này nó sẽ hiển thị, cái này nó sẽ hiển thị, được chưa? Và tôi gõ tàu lao gì đây các nhé, chạy từ đây này, chạy từ. Oh, nó báo tầm bay như này, bay không có. Bay là dành cho phân trang, thế thì bay không có thì ta sẽ thêm vào gì? Cái này, thêm cái nữa, đó là gì? Bay bằng mặc định đó bằng gì? Một. À, thế thì cái này tham khảo thứ nhất, thế thì bay là sau này nó sẽ có gì? Năm. Thế thì cái này là tham khảo thứ hai, được chưa? Cho ta trở lại này, các thứ nó ra không? Ra chưa? Oh, how fast gì? Oh, nó báo cái này. Một. Sao? Sao nhỉ? Sao nhỉ? Oh, chết cha. Copy nhá, tự nhiên sao số. Copy mà. Cây này vẫn là giữ nguyên này. Cây này là trường hợp là đấy này, trường hợp số 1 à, và cây này là gì? Trường hợp số 2 này. Thế tại sao tự nhiên nó chạy nó không ra? Đúng không? Được ra chưa? Rồi, thế thì giờ cây này nó chưa có này, cây này chưa có thì ta sẽ chạy sang bên cái gì? Rodot đâu rồi? Rodot. Copy hai cái dòng này xuống, làm biết cách làm nhanh nhất. Đó, copy xuống, đổi lại cái chữ gì? Sorry. À, đổi lại gì là cá? Và ở đây có thêm tham số nữa đúng không? Là gì? Tuy vẫn theo điều kiện đấy, thế thì ở đây ta vẫn còn tham số này nữa. Thế thì ta phải có tham số thì ta có thêm một cái gì? Get ID bằng Get ID. Đó, copy cái này á. Copy cái này, rồi copy cái này xuống, bỏ cái này luôn. Rồi chạy lại, xong view cho có hey. Category host oh. Sai rồi đúng không? From bay category set. Cho vậy cái gì? Cái này hình như chỉ sai này. Vật là gì? Order. Nhưng cái này mới là category này. Category này chạy nên mới sai này. Mới đúng này à. Oh. From bay order category đúng không? Hai. À xin lỗi, sai nhé. Thật. À. À. Được chưa? Cho nó ra này. Đúng không? Được, muốn in đúng không? Muốn in phải không? Đi qua cái sản phẩm đó. Cái sản phẩm làm gì? Đấy. Control A, copy. Rồi đấy. Ném lại. Tại sao ném cùng một đường cốt mà thằng này nó lại trả về kết quả khác mà thằng sản phẩm nó trả về khác? Không, cái này là áo khoác gì? Áo khoác nừ đi. Áo len nừ đi. Chỉ đúng chủ đề này nó mới gì? Quá cái nó khác nhau mà. Hai ta. Cái này, một ta. Đấy à? Thế thì tạm đây làm đến đây thôi, còn thì kích vào đây nó ra, ta mới kích vào trừ trừ thời trang nừ. Hiện tại thời trang nừ chưa kích được, nhưng ví dụ thầy gò trừ thời trang nừ nhá. Thời trang nừ thì ít nhất nó phải ra từng này cái đúng không? Gò trừ thời trang nừ đi, gò tay đi, thời trang nừ. Ờ, chấm gì, HTML gì đó. Có bị lỗi không? Không bị lỗi nhưng lại không ra. Ra được cái này. Ta đợi là chị Nam đây nó ra mấy cái. Ra một cái luôn. Tại sao ra một cái? Đúng là nó bị ra từng mấy cái nữa. Trong này có nhiều thế này mà sao mà ra một cái được. Chứng tỏ đây nó còn có vấn đề nhá. Mới làm được ở cấp nhỏ nhất thôi. Cấp nhỏ nhất thôi. Cấp lượng cha của nó thì chưa xử lý được. Được chưa? Được thôi. Thêm cái này là để về làm đăng quản trị này. Cái kích vào liên hệ. Đúng nha. Kích vào liên hệ thì hôm nay ta sẽ có cái gì rồi?
có chưa? Rồi thì cái nhà liên hệ thì nó chạy đến gì? Liên nó chạy đến liên hệ, có control liên hệ nhá, có chưa? Này chưa có à. Đây thế thì ta phải gì này, chỉnh view cho nó cái này, chỉnh view này là gì, liên hệ này, được chưa? Đây có cái gì nữa, nhìn cái này tạm thời mấy cái thằng này, cái thằng này giữ lại này, cái thằng này bỏ này, tại vì liên hệ cũng có gì, có menu này, này liên hệ này, hiện tại đã cái này nó bị lỗi này, là vì chưa có gì, chưa có cái trừ liên hệ nằm trong gì, view á, view chưa có liên hệ này, nhìn này, chưa, ta sẽ tạo liên hệ này. Và ta sẽ tạo gì? Index này. Đó. Giờ ta chạy lên nó ra này. Tại vì giờ ta sẽ đụng đến một cái kiến thức code editor. Này, ta đụng đến một cái kiến thức liên quan đến là form validator. Đâu rồi nhỉ? Thấy không? Và đây, đây, nó đúng đến cái kiến thức này. Được chưa? Nó đúng đến kiến thức này thì cái form của nó này, cái form của nó có cái gì tí nữa ta làm sao nhé. Thầy đang nói đến controller cái đã, controller này. À, thứ nhất cái này ta đã auto và đã loát này, cái này không đúng đến này nhá. Cái này tại sao ta, thầy nói đã loát đây này, nhìn này, đã loát chưa, auto gì, cái này gọi là auto, auto loát nó là từ loát rồi, có nghĩa là khi chạy lên nó đã loát rồi. Có bây giờ cái đó không cần nữa, ta chỉ cần loát cái thư viện gì, bước đầu tiên có loát cái form validate này lên trong controller nhé, controller đây, loát thư viện này lên, được chưa? Thứ hai ta sẽ kiểm tra xem cái thứ form nhập liệu trên form đã đúng hay chưa, cái này là đúng này, nếu như mà đúng thì nó chạy vào đây, chưa đúng thì nó sẽ chạy vào gì, vào đây. Đây ví dụ thầy copy trường hợp này đi, trường hợp này có nghĩa là gì, chưa đúng đúng không, trường hợp này chưa đúng gì, đúng nha, chưa đúng thì ta cần phải loát form lên, cần loát form lên, còn đúng rồi thì ta sẽ ghi một cái thông báo hay gì đó tùy mình, hay là chuyển hướng tăng gì đó tùy mình nhá. Đây cái này là chưa đúng rồi, thế thì đó là cách thế này. Giờ sang bên này, sang bên cái thằng index vừa tạo này, thằng index vừa tạo nó sẽ có cái gì đây, nó là cái form bình thường thôi, nhưng nó có cái kiểm tra dữ liệu thì form của nó là thế này, yeah. Nhìn à, nó có cái này rồi, thằng đây thầy đã đưa cái này ha, rồi và đóng lại cái gì, form và đóng lại form, được chưa? Rồi tiếp tục, trong này thường thường á thầy lấy thử hai cái này nhá, hai cái này trong này có hai cái là username và gì, password này, username và password này. Giờ chạy lên và tất nhiên phải có một cái nút gì, nút submit nữa này. Đó, chạy lên. Đó, chưa ấn cái gì, sao này, ấn này, sao nó chạy sang form nhỉ, à đây, bỏ cái này đi, có là nó chạy đến chính gì,
chính nó luôn, nó chạy đến chính nó. Đây là này, này, ấn này, ấn này, ấn sau nó không quá. Hay là ngược lại là ta ghi cái trừ gì đây, nó không, nếu như mình nó chạy vào đấy nhá, chạy vào đây, ta sẽ gì? Đi ra một thông báo là gì? Ê cho thành nhỉ? Thành công này, có thể nó có chạy thành công không nhá. Này, ấn này, ấn này. Ồ, nó không qua. Vì gì? Những cái này mình cho nhập gì? Nhập liều hay sao? Có nghĩa là nó bị đúng thì nó mới ra khỏi cái này, còn sai thì nó còn gì? Nó chạy này, đúng chưa? Đúng. Cái này là sai thì nó chạy vào đây, đúng thì nó chạy ra đây. Thứ này mà giờ ấn nó chưa có cái gì. À, thế thì ở đây cần là nói form validate thì nó cần kiểm tra. Cần kiểm tra thì nó có mấy cái dạng kiểm tra đây này, nó cấu pháp của nó này. Đây, cấu pháp ta đang dùng như này. Đây, và cú pháp thì để đây. Ta đang kiểm tra cái gì? Username và gì? Password. Ta chạy lại này. Cùng là form nó chỉ thêm hai hàng thôi cho này. Báo này. Rồi, quay lại này. Liên hệ này. Ồ, cái trấn chủ cho làm. Liên nhỉ? Liên hệ này. Đây, gọi trừ như này. Không gò nhá, không gò đấy. Không gò đó này, đúng chưa? Không gò này, gò một cái này, báo một thầu này, gò đúng này thì mới gì? Mới thành công. Nó gọi là kiểm tra gì? Đây gọi là kiểm tra dữ liệu, được chưa? Bắt buộc phải có cái này đó, bắt buộc cái này. Ví dụ thay đổi lại cái này, đây này là email, tên là gì đó, tên là gì đó nha, là email gì đó cũng được ha. Nó sẽ kịp email, cây này nó sẽ kịp đây này, được chưa? Thế email sẽ đưa vào gì? Trừ này này, được chưa? Và email thì ở đây thầy không kiểm tra là gì? Cái này gọi là bắt buộc phải gì? Nhập và phải là mail thì mới được, bắt buộc nhập cho mà phải là gì? Nhìn này, rồi nhập này, tập bầy này, tập bầy này, cái gì? Cái này có phải mail không? Không, có nhập rồi chứ này. Giờ ấn này, nó báo luôn này, chưa nhập này. Nhập này, nhập, rồi nhập này, mail này, mail a còng gì? Rồi bạn có báo lỗi đó nó không này? Ồ, tèo a còng yahoo là gì? Rồi ấn này. Ồ, nó vẫn là gì? Báo lỗi. Do vậy cây này hình như kiểm tra gì sai đó. Này, xuống cái bảng thế này, có cái bảng đấy. Nó bị form thì nó đúng đến cái này. Form là gì đây? Yêu cầu bắt buộc phải có. Let's rồi gì đó nè, validate ha. Gì đấy? Nhìn cái trừ đi, kiểm tra một mail thôi, thế này, đúng chưa? Chứ không phải cái trừ mail đó, đâu là cái trừ này đấy. Alo, không máy. Rồi ha, đây chạy này. Chạy lại cái cục bài đó ha, bài đó này, đây này, thành công, quay lại ha, liên hệ, đây, gõ tầm bài này, đúng không, đúng, đây, gõ này, đó, chơi gò tầm bầy nhá, gò tầm bầy cái này đây à. Nó báo mail không đúng này, nhưng gò đúng mail á, được chưa? Có vẻ ở đây cái form này nó kiểm tra rất nhiều thứ rất là hay đây, thực ra rất nhiều thứ, có vẻ mình cũng phải tự làm nữa, đúng không?
form, nó phải cấu trúc của form này. Để ý lại này, form validate được chưa? Và muốn kiểm tra cái gì thì ta sử dụng này. Thứ nhất, dùng cái cú pháp này, this form validate set research gì đó. Và đây là tên trường, được chưa? Tên, xin lỗi, tên gì? Tên điều khiển. Thứ hai là dòng thông báo. Thông báo. Và thứ ba là điều kiện gì? Kiểm tra. Điều kiện kiểm tra có thể kiểm tra một lúc nhiều điều kiện. Kiểm tra nhiều điều kiện thì thêm gì? Thế này. Ví dụ cái này bắt buộc phải có. Và ở đây nó có một cái trừ này. Nhìn này coi này. Đây. Nhỏ nhất phải gì? Ba ký tự nhỏ nhất nha. Ghi nếu như thầy gọi là mật khẩu có 6 ký tự đi, thầy nhập 5 ký tự thôi, nó báo gì? Nhìn này. Rồi này, cái này đúng nha, cái này đúng này, ấn này, nó báo gì đây? Phải 6 ký. Rồi nhập này, nhập này, nhập cho nó dài ra thì nó lại không gì. À, nó hay à, giờ này báo này, báo ở đó. Yeah.